quyết định bán mồi để Mình đi vợ làm công ty để có tiền lấy vợ, chứ bữa chim không có tiền lấy vợ. ngang nhau rồi anh ơi. Người ta ở nhà ăn cơm, mình ở đây bạn mình đi. Ôi trời. Xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay có thằng em muốn nhường lại con mồi cho anh em, thì bây giờ em đi test thử xem nó mang xuống tận đây anh em ạ. Ở tận trên kiệu mang xuống tận đây để đi test thử con mồi xem có ra gì không, có ok không. Thì bây giờ em sẽ treo lên, treo mồi lên anh xem nó gọi nào. Treo cành nào thong thoáng để qua em nhá. Một bộ xương di động với chú ở gãy cái tay nó hơi gãy, hơi gãy là muốn áo quá. Bộ xương di động cành vối em treo cành nó thoáng thoáng biết là đấy, cành vối ngay giáp tường á, biết là treo được để anh xem nó gọi là được. Anh em có thích nhà chơi em để tôi tiết luôn cho anh em nghỉ ngợi. Mày chỉ cần nổ nó, chỉ cần nổ bán vào là mất luôn đấy, có tin không? Là không phải test, có nên tiếng không? Có một câu rồi. Hôm qua bắn kiếp thật. Con đấy rồi, hay rồi. Có em có dám bắn đâu. Ừ. Hôm qua đi một mình không, chắc là bị ức chế lâu ngày. Chắc thế. Đánh phần tương đánh đối để xem nó gọi như thế nào. Trống trường ấy á, gì đó chín là đến đàn trường mạo đàn tuần chín chín đỏ con ấy bên phần chỗ nhau hóa này nó nào bị tiếp mình cười rồi. Kể gọi như nữa ra có mồi tạp giọng thôi, anh trọng mồi tạp giọng á? Ừ. Thế không gọi à? Có gọi hết. Có gọi. Thế đâu? Đâu anh kiểu thấy gọi nào? Để chờ gọi nhá. Từ chờ gọi quay. À, một chiến binh mới nữa anh em nhá. Một chiến binh này là Z này đang phủ chân bông ở hai đùi cho đỡ lạnh. Treo lên nào. À, kêu gọi đúng không? Hoa rồi đúng không? À... chờ tới ra giọng kép à. Đợi thằng em mà treo nốt con này lên xem. Con này thì lồng là quá chán. Chiến binh một cánh. Nay em không mang mồi anh em nhé. Vì là em nó mang mồi đi test thử thì hôm nay em không mang mồi. Đây. Mà mỗi xe thì không mang mồi. Nó quảng cáo xe. Review xe luôn. Rơi. Kéo rơi. Vẫn là treo lòng mình rồi. Quảng cáo xe anh em nhá. Vừa mới mua này về đi bẫy chim. Con này không côn thì đi được. Hôm nào lấy con nữa. Lấy con có côn và con không côn này. Ơ chim mình không biết hót à? Đâu chim của mình đâu bạn? Treo lớp rồi à? Cháu cho treo mít u bông rồi. Đâu rồi? Đang có mít rồi. Tao tên cái mít đó. Thế kia nhìn đó là lòng mít rồi. Vậy đây mình nấu treo đấy. Thế thì treo lên làm dê. Treo để quay, treo thế, treo dê. Treo cháu hót thì quay gì? Nếu cho treo ngay ngoài này. Chào mình nếu treo được thì phải. Thế nhà tuyển con, nhà tuyển có con nào không tuyển? À thế rồi. Không muốn con này. Không phải. Không muốn con này. Đi chả gọi này thì. Còn đâu bằng chim non được. Bằng chim non à? Non nó cũng tổ chất. Nhà bao nhiêu con mà trắng? Hai con non mua đi đấy. Nhưng mà mà trắng có nhiều không? Mà trắng không mấy. Ừ. Hả? Mà trắng em lên để có con được. Hết rồi. Hết rồi. Bà hết rồi. Ba tiền con. Dạ. Với được mà đành để cho anh em chơi chơi. Thì mà vẫn rẻ mà giáo sinh. Học sinh là bao nhiêu? Sinh viên, học sinh. Học sinh. Một giáo sinh cấp 3 hay là cấp 2, cấp 1 hay là một con. 100 con á. Thế ông chưa bỏ con nào 200 mà. Đó.
200 à? Con trước cũng bán chim chim sống đấy, 350 à, 450. Có nghĩa là bây có con nào không? Nhà không có con này nữa. À, có má trắng bây đầu góp lại anh mua tốt. Anh thích mua số lượng thì em đi bay cho. Đi bay. Mua số lượng nhiều thì rẻ bớt đi. Anh thích còn nhiều. Thì mày lấy bao nhiêu số lượng nhiều cứ tầm chục hai chục con mang xuống cho anh. Chục hai chục con thì cho em đánh con ngày hai ngày được. Hai ngày được đánh lưới à? Cứ giật đấy, cứ giật. À đủ. Đây. Đấu mình tao đang hỏi đấu hỏng hơi lưới thì hỏng bét. Đang hỏi đấu chứ. Về. Nhưng mà bây đấy em phải đọc ra chứ. Hả? Bây đấy em phải đọc ra chứ. À đủ. Đọc nguyên coi chồng rồi mái thả tiếp. Thế. Anh tưởng bây đấu thì lấy. Bây đấu bây giờ. Lấy về thả vì. Em còn mới đâu. Thả vì hôm vừa rồi cái lô khuyên cho hết anh em rồi. Hôm trước sổng. Con khuyên nhá. Những người ta đến xin à, bắn trong trạng ở trong cái AV ấy. Thế cuối cùng cuối cùng là nó sống mất. Chui vào phát là phi ra ngoài cứ thế nó bắn ngoài. Bây giờ nhá, bây giờ mất rồi, không nói gì nó nữa. Mất rồi. Em nói về mới tự nhiên rồi. Chứ ta nói không còn rồi. Thế bây mất rồi thì bắn gì tự màu coi treo trả gọi này. Đây, muốn nghe hot rồi. Rồi treo con lơ tê đi quay tí cho anh em xem. Hôm nay lại tu lửa rồi. Ờ, sáng con chế em làm. Vẫn chế em làm à? Hôm qua chế em mà hôm nay lại cầm à? Chuyển mồi mà nó chả gọi chả gì này. À đấy, thế cứ nhộn nhàng, chỉ có tiếng chim kêu không? Đấy. Bộ chế em đào giọng gì? Đít của em cứ ấy thế. Vàng tao ấy thế. Nhạt nhạt này. Nhạt thế. Mày nó chưa trắng. Màu trắng tốt. Ừ, mấy năm nay màu mũ với màu xanh ghép nhau nhiều thôi ạ. Nhưng bọn nó đăng lên nhiều lắm. Ừ. Người ta nhìn nó xấu, đúng mỗi mùi cui rồi. Ừ. À, trong kia không hot à? Không cần có lô bấy đấu mà tới mày cứ lấy cho anh lô anh về anh tha vì là tha vì nuôi anh em gần gỡ để cho mua lưới gì thì đéo thua mua lưới dính nhiều mái năm ngoái mua lưới nó cứ bảo bấy đấu gồm cũng tất lưới nó phải tầm 60% mua về gồm nhẹ. Bởi vì nhá, mua về vừa tặng anh vừa là bán rẻ. Trong này còn cao 7 với bớt rồi. Đấy con của em hot thì phải Tuấn ạ. Con của Tuấn mới hot mà. Ờ, có hot. Con của Tuấn không hot. Hay Tuấn gì anh? Thôi Tuấn mồi không được thì cho đặt máy quay để nghe con mồi này hot rồi. À, trong kia có hot đấy chứ. Không có hot nữa. Nhưng mà treo cái gì anh ơi. Treo ngoài mới quay video gì vậy. Quay trong. Anh ra nói cho ra ngoài. Còn mình nó ra cho rồi mình phải đéo. Tẩy cứ dùn không cho được. Chả kim còn tẩy dùn nữa rồi. Chả vừa tẩy. Tối về mình xào nhé rồi. Không kêu. Qua em bán chim hết rồi, để lấy điều khi nào mới rõ. Ừ. Em bảo về cái nào rồi? Cái nào? Con bảo về thầy con nghĩ đã. Giáp thẳng cái câu vào. Cái câu này. Đấy, thấy không? Nghe đây không? Khe giữa cái câu như xưa này. Giữa cái tàu câu không? Tàu câu khô đó. Đúng không? Ừ, có. Đúng không? Ăn hải thì lại giữ. Mà trắng thì đánh mồi càng yếu càng dễ ăn. Tuyển gọi. Nó không có em nữa. Tao xem con Tuyển làm. Con em nó toàn dính. Mà trắng thì lại. Em mới nói thì sẽ toàn trắng chọn. Chọn là có đỏ thứ gì. Còn làm sao không? Mồi vip đấy.
này kiểu tươi kiểu ba cánh thì kiểu nó toàn độ bốn cánh. Không phải đâu. Con mồi của em dễ bẫy được chim là sao là con ngoài nó đè được. Hót chả hót thì nó. Nhà em có một con mã đỏ ấy. Hả? Ở nhà em có một con mã đỏ nhưng mà treo lên con này ché xong rồi nó ép đi đánh đấu. Một mình ăn hết cả gói bim. Thảo nó chưa lấy vợ sao? Gói bim. Quyết định nhanh cho đỡ đói. Quyết định bán mồi để đi làm công ty để có tiền lấy vợ chứ bữa chim không có tiền lấy vợ. Nhàng nhau rồi anh ơi. Người ta ở nhà ăn cơm mình ở đây và ăn bim bim. Ôi trời. Ăn bim bim như mày mẹ, trẻ con thì anh thích lắm. Siêu lần đề một kiếm tráng. Ăn bim bim uống chưa? Khoai em ăn bữa nào rồi? Có đấy. Treo con chuối lên cho hot. Chuối không hot à? Dài không hot à? Anh chế ơi. Tí nó có mồi nó bắn gì. Để treo ra cho hot nhá. Kiểu mấy kiểu cái lưới lưới mà kiểu lưới giật của xe. Kiểu mấy của xe đấy nhưng mà kiểu mấy màu nhưng mà em bẫy kiểu gì? Em bẫy kiểu gì? Một con chọc cây này, một con kiểu tích chân cắm dưới đất. Có nghĩa cắm đưa vào. Cắm màu dưới đất. Vâng, đánh đất, đánh ngồi đất, đánh bọn theo bọn Thái Bình không đánh. Xong là bắt đầu là cho hoa quả vào. Hả? Cho hoa quả xuống đất à? Vâng. Mồi để đâu? Mồi một con cắm dưới đất, một con đi treo cành cây cái lưới. Xong là căng lưới như kiểu gì? Căng lưới ra này đâu, ấy, mửa ra đấy. Đánh như đánh sẻ đó. Vâng. Ờ, đánh được nhiều. Một phát tầm chục con giật phát đi, chết cả nút. Thế à? Em đánh được nhiều chưa? Trước em đánh rồi. Trước đánh nhiều rồi. Hồi xưa đánh rồi. Có anh thế biết con nào hay chim hay không? Kiểu, nhưng mà tách ra cơ. Hả? Kiểu tách lấy nguyên có trống rồi. Tách lấy trống rồi xong rồi đấy à? Máy thả thế. Ừ. Ủa, thế hôm nào làm anh Chuyến nhá. Nhá. Là anh Chuyến chọn chim trống. Chim bộ to đẹp là được. Nhá. Nhưng mà phải kiếm cái bãi nào như kiểu giải lưới được này, kiểu đấy á. Có nhiều chim á, giải phát thì bánh dễ lắm. Nhưng mà nếu mà làm Chuyến thì càng nhiều càng ít. Nhá. Nhá. Đâu? Ok. Mẹ. Con mùa này không test được. Mùa nhậu thôi. Mùa này mùa nhậu thôi. Ok anh em, chào anh em. Hẹn anh em video tiếp theo con mồi nhậu khác.